Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã diễn ra trong khuôn khổ bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại APEC MRT lần thứ 23. Sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết các Bộ trưởng Phụ trách TPP của các quốc gia đã thống nhất đưa ra văn bản tuyên bố chung. Tuyên bố chung nêu rõ, các Bộ trưởng và Thứ trưởng của các nước Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam đã nhóm họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Phụ trách Thương mại MRT của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các Bộ trưởng khẳng định lại kết quả cân bằng và tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của Hiệp định này là cách để thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo thêm cơ hội cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các Bộ trưởng cũng đồng ý cần phải hiện thực hóa những lợi ích của Hiệp định TPP. Theo hướng đó, các Bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu các kịch bản phù hợp để nhanh chóng đưa ra Hiệp định toàn diện và tiêu chuẩn cao và thực thi, trong đó bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia của các nước ký kết ban đầu. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về khả năng mở rộng TPP cho các nền kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Những nỗ lực này sẽ giải quyết các mối quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ, duy trì mở cửa thị trường, củng cố hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc chung, thúc đẩy thương mại toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại buổi họp báo, thông báo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một trong những vấn đề được báo chí quốc tế quan tâm là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ triển khai như thế nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp định này. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nhóm 11 nước trong Hiệp định TPP nhóm họp tại Hà Nội và có khả năng mở rộng Hiệp định TPP cho các nền kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Liệu Mỹ có quay trở lại với Hiệp định này không? Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Robert Lighthizer cho biết. Chúng tôi đánh giá cao vai trò thương mại của khu vực APEC. APEC đã giúp tạo ra một sự đồng thuận về thương mại quốc tế, thương mại công bằng. Đây đều là những mục tiêu mà Hoa Kỳ muốn thúc đẩy. Tôi cũng đến đây để gặp những người đồng cấp của mình và đã có những trao đổi rất bổ ích với họ về những vấn đề song phương liên quan đến thương mại giữa các quốc gia, cũng như chính sách thương mại chung để làm sao tìm được những hướng hợp tác tốt nhất trong khuôn khổ APEC. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia xuất nhập khẩu lớn nhất trong khu vực này. Trong tương lai, Mỹ vẫn muốn hợp tác với khu vực này ở kênh song phương. Mỹ muốn tham gia các hiệp định song phương đối với khu vực này. Đây là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Vì thế chúng tôi không thu mình lại. 11 nước còn lại trong hiệp định TPP có thể đưa ra quyết định. Còn Mỹ có quyết định riêng. Nhưng trong tương lai chúng ta có thể cam kết và hợp tác với nhau. Có thể tới đây sẽ có nhiều hiệp định song phương được ký kết. Trong vài tháng tới sẽ đưa ra hành động cụ thể tiếp tục triển khai hiệp định này. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ để triển khai hiệp định TPP và sẽ báo cáo lại lãnh đạo các quốc gia TPP họp vào cuối năm nay. Các quốc gia TPP 11 có những điểm chung và mong muốn các quy định chất lượng cao được triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hiệp định này khi được triển khai mang lại lợi ích chiến lược trong khu vực này. Cuộc họp các bộ trưởng 11 nước còn lại trong hiệp định TPP đã đưa ra các kết quả tích cực. Hiệp định TPP là hiệp định chất lượng cao. 11 nước thành viên hiệp định TPP vẫn mong muốn tiếp tục thực hiện hiệp định này để mang lại lợi ích cho khu vực doanh nghiệp và người dân. Các bộ trưởng cũng đồng ý cần phải hiện thực hóa những lợi ích của hiệp định TPP. Theo hướng đó, các bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu các kịch bản phù hợp để nhanh chóng đưa hiệp định toàn diện và tiêu chuẩn cao vào thực thi, trong đó bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia của các nước ký kết ban đầu. Các bộ trưởng đã chỉ đạo các trưởng đoàn xúc tiến việc chuẩn bị cho nhiệm vụ này và yêu cầu hoàn tất trước khi các nước TPP nhóm họp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.